Cầu Bình Khánh bắc qua sông Xoài Rạp, nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu là gói thầu J1 thuộc dự án xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành, được khởi công từ tháng 8 năm 2015. Cầu có độ dài 22 nhịp chính của cầu giữa lòng sông là 375m, đặt trên hai trụ cầu cao 155m với móng trụ tháp có kết cấu dạng móng cọc từ ống thép. Cây cầu này được xem là cầu có tỉnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam hiện nay. Thông tin từ báo Giao thông, cầu Bình Khánh có tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Sau hơn một năm tái khởi công, các trụ cầu cũng như hệ thống nhịp cầu đang được hoàn thiện, tiến tới hợp long trong tương lai gần. Được biết, cầu Bình Khánh nối Nhà Bè, Cần Giờ và cầu Phương Khánh nối Cần Giờ, Nhân Trạch là một trong những hạng mục quan trọng nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, đi qua các tỉnh Long An 2,7 km, thành phố Hồ Chí Minh 26,4 km và Đồng Nai 28,7 km. Tổng mức đầu tư đến nay gần 29.600 tỷ đồng. Một trụ cầu chính của cầu Bình Khánh đang được thi công, xây dựng hiện nay. Cầu được thiết kế theo kiểu dây văng hai mặt phẳng, được khởi công từ tháng 8 năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 47 tháng, nhưng tạm ngưng thi công từ cuối năm 2018, với sản lượng đạt khoảng 70% do vướng mắc về vốn. Đến tháng 10 năm 2023, cây cầu đã tái khởi động các phần việc còn lại. Đại diện Ban Quản lý các đường cao tốc phía Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết, đến nay sản lượng cầu Bình Khánh đạt trên 82%. Công nhân đang tập trung đúc hẳn, làm dây văng. Với tiến độ này dự kiến khoảng cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2025 sẽ hoàn thành cầu Bình Khánh. Khi cầu Bình Khánh hoàn thiện, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được thông suốt từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến hết địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cùng với cầu Phước Khánh và toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Toàn dự án hoàn thành sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối từ các tỉnh miền Tây lên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ. Đường dẫn lên cầu bên phía huyện Cần Giờ hiện đã được thông suốt, chỉ đợi hợp long cầu. Với huyện Cần Giờ, đây là huyện nằm tại phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có cầu hoàn thiện kết nối qua huyện Cần Giờ, các hoạt động lưu thông đều qua phà Bình Khánh. Cùng với sự hoàn thành của cầu Bình Khánh, đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng thêm cầu Cần Giờ, kết nối từ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè với xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Đối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự kiến cuối năm nay sẽ thông xe hơn 3 km đoạn từ nút giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành tới nút giao với quốc lộ 1, thành phố Hồ Chí Minh.